Luôn nói đi quý vị. Hãy cho mình đang có mặt ở đường Nguyễn Trãi, Sài Gòn, sáng ngày 24 tháng Chạp. Tức là ngày 9 tháng 2 2018. Đây là đường Quỳnh Mẫn Đạt, phường 7, quận 5 quý vị. Trời Sài Gòn đang nắng nhẹ. Hôm nay trời mát, nhiệt độ giờ khoảng 23 độ C. Xem không khí Sài Gòn đón Tết 24 tháng Chạp gì. Bữa nay bên Việt Nam là có phong tục đi tảo mộ đó. Bên phải chợ Hòa Bình gì. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
phải đây đường Trần Tuấn Khải, phường 5, quận 5 đó vậy. Quý vị thấy không khí Tết Sài Gòn bắt đầu rần rần rộ rộ ấy. Rồi, về ở đây đường Trần Hưng Đạo. Phải ở đây đường An Bình. À, bên phải bệnh viện An Bình. Sổ dưa hấu Tết các vị. Wow, quá trời bự luôn, với mai chung Tết. Rồi, bên phải là đường An Dương Dương. Đi vòng chợ An Đông để gì xem không khí bán chuẩn bị Tết này. Đó này cổng sao chợ cái gì. Đây Bình Hông chợ An Đông bán quả na mãng cầu ngon lắm. À, bên tay trái là bán bánh bông lan trứng nhớ gì. À, để hộp hộp nè. Dòng chợ Hòa Bình, chợ An Đông thì thấy không khí ngày 24 Tết, còn 6 ngày nữa là đón giao thừa. Cái gì Sài Gòn đã có không khí Tết rồi. Cái gì
Thank you, hẹn gặp lại vị clip tiếp theo nha.